Một trong những cách an toàn nhất để bạn bắt đầu tham gia vào thị trường crypto đó chính là GameFi. Một trong những cách an toàn nhất để bạn bắt đầu kiếm tiền trong thị trường crypto đó chính là làm Aerobe, GameFi, Aerobe. Và trong video ngày hôm nay chúng ta có top 3 sự kiện Aerobe GameFi hot nhất đầu năm 2024 mà bạn không nên bỏ qua. Không thể không nhắc tới Socrates, một dự án SocialFi kết hợp với GameFi rất hào phóng và tâm huyết đối với cộng đồng của họ. Trước khi chưa ra mắt token, Socrates thường xuyên tổ chức Aerobe cho cộng đồng hàng tháng là 10.000 token Matic. Còn sau khi vừa mới ra mắt token, Socrates đã trích ra hẳn 4 triệu token SOC của dự án để làm Aerobe cho cộng đồng. Chưa dừng lại ở đó, đội ngũ còn tuyên bố rằng 51% lượng token sẽ được dành cho cộng đồng của họ thông qua các event, các sự kiện Aerobe mà Socrates tổ chức sau này. Và nhiệm vụ để nhận được Aerobe của Socrates cũng rất là đơn giản. Các bạn chỉ cần thường xuyên like, comment, thường xuyên đặt câu hỏi, thường xuyên trả lời câu hỏi này, thường xuyên tương tác với cộng đồng này. Còn gì nữa mà. Đại loại là các bạn sẽ thường xuyên hoạt động để trở thành những thành viên tích cực nhất, có nhiều đóng góp nhất cho nền tảng SocialFi của Socrates là các bạn đã đủ điều kiện để nhận Aerobe rồi. Ngoài ra, mình cũng đã có làm những video hướng dẫn và chia sẻ những sự kiện trước đó của Socrates trên kênh YouTube của Meme Gaming, hướng dẫn kiếm tiền với Socrates này, hay là 5 cách kiếm tiền đơn giản với Socrates này, hay gần nhất và cũng là hot nhất là hướng dẫn tham gia Aerobe với Socrates. Các bạn có thể xem lại trên kênh YouTube của Meme Gaming và link 3 video này mình cũng sẽ để dưới phần mô tả của video này để các bạn dễ dàng theo dõi. Orivium chính là tựa game đầu tiên sẽ ra mắt trên Side Game, một layer 3 của Arbitrum. Nếu như các bạn đã có xem những video trước đó của mình thì sau khi token Side listing trên Binance đã x hơn 60 lần và tiếp tục tăng trưởng hơn 270%, chỉ sau chưa đầy một tuần thì ngay lập tức Orivium đã thông báo rằng họ sẽ cho ra mắt game của họ trên nền tảng của Side Game. Nhờ sự tăng trưởng đột phá của token Side lúc bấy giờ mà Orivium cũng đã thu hút được một lượng lớn user đến với mình, vì đây chính là tựa game đầu tiên được phát hành trên Side Game. Và họ cũng đã tiếp tục cho ra mắt sự kiện Aerobe để nhằm giữ chân cộng đồng ở lại với dự án. Cách thức làm Aerobe cũng rất là đơn giản, các bạn chỉ cần chuẩn bị cho mình một địa chỉ ví MetaMask và một tài khoản Twitter thường dùng của các bạn là đã có thể làm được Aerobe rồi. Và mình cũng đã có làm những video hướng dẫn trên kênh YouTube của Meme Gaming. Link video thì mình cũng sẽ để dưới phần mô tả của video này để các bạn dễ dàng theo dõi và làm theo. Ngoài ra, dự án cũng đã thông báo rằng họ sẽ cho ra mắt game trong quý 1 của năm 2024, nên các bạn hãy tranh thủ thời gian game chưa ra mắt và làm Aerobe của dự án nhé. Cái tên cuối cùng trong danh sách này và cũng đang là cái tên nhận được nhiều sự kỳ vọng nhất đó chính là Gombo Games. Gombo Games là một studio game web 3 của Hàn Quốc nhằm tập trung phát triển các dự án game NFT trên mobile phù hợp cho mọi đối tượng chơi. Ngoài ra, Gombo Games còn được chống lưng bởi 111%, một gã khổng lồ phát triển ngành game trên thiết bị di động tại Hàn Quốc. Vào tháng 4 năm 2023 vừa qua đã có rất nhiều các quỹ đầu tư lớn tham gia đầu tư vào Gombo. Đặc biệt trong đó là Binance Labs đã mua lại toàn bộ 100% token của dự án ngay từ vòng seed round. Ở những vòng gọi vốn tiếp theo, Gombo Game đã huy động được thêm những sự ủng hộ từ các quỹ lớn khác, trong đó chúng ta phải kể tới những cái tên như Spartan, Animoca Brand hay Polygon Venture và Aptos. Tuy nhiên thì số tiền mà đội ngũ của dự án huy động được vẫn chưa được tiết lộ. Nhờ sự hậu thuẫn rất lớn từ các quỹ đầu tư này nên Gombo Game đã ngay lập tức thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ phía cộng đồng cryptocurrency ngay sau khi thông báo ra mắt sự kiện Aerobe của mình. Sự kiện Aerobe của Gombo sẽ diễn ra từ cuối tháng 12 năm 2023 cho đến hết ngày 31 tháng 1 năm 2024, nên các bạn hãy tranh thủ tham gia luôn và ngay. Ngoài ra thì các bạn có thể làm cho mình bằng nhiều tài khoản khác nhau. Để tham gia vào sự kiện Aerobe của Gombo thì các bạn sẽ cần chuẩn bị cho mình 4 loại tài khoản như sau. Thứ nhất chính là một tài khoản email để các bạn có thể xác minh danh tính. Thứ hai là một địa chỉ ví MetaMask để các bạn có thể kết nối với website của Gombo. Thứ ba và thứ tư chính là một tài khoản Twitter và một tài khoản Discord để các bạn tham gia và làm hoàn thành những cái để các bạn có thể tham gia và hoàn thành những cái nhiệm vụ mà họ đề ra. Và video hướng dẫn làm Aerobe của dự án game Gombo thì mình cũng đã có làm hướng dẫn trên kênh YouTube của Meme Gaming. Các bạn có thể tham khảo trên đây. Trong hơn một tháng qua thì Binance cũng đã liên tục listing tới 3 dự án gaming khác nhau, và cùng với đó là các dự án GameFi khác cũng đang tăng trưởng rất là mạnh mẽ, như BigTime đã x hơn 12 lần, hay kể cả như những dự án chưa ra game như Sepno cũng đã x hơn 3 lần. Biso cũng là một dự án gaming rất là tiềm năng khi mà dự án này đã đạt được con số hơn 100.000 người chơi game mới. Với những yếu tố đó thì mình tin rằng GameFi sẽ thực sự trở lại và bùng nổ mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn năm 2024 và 2025 tới. Và những video mà Meme Gaming chia sẻ trên kênh YouTube đều là những dự án gaming rất tiềm năng được đầu tư bài bản và có rất nhiều hình thức để các bạn có thể kiếm được tiền miễn phí. Và video của mình xin được phép tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Đừng quên để lại cho Meme Gaming xin một like, một comment, đóng góp ý kiến của các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.